Mến chào quý khán giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, vài ngày trước một trận lũ quét nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Tin mới nhất cho biết lũ quét đã làm ít nhất 33 người chết, 13 người mất tích, 23 người được tìm thấy và 6.245 người bị ảnh hưởng. Dân làng cho biết họ đã không được thông báo trước khi vụ việc xảy ra. Tối qua, báo cáo chính thức cho biết, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, lũ quét đã làm 33 người chết, 23 người được tìm thấy và 13 người vẫn mất tích. Vào ngày hôm nay, cuộc họp báo về trận lũ quét ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh cho biết, từ tối ngày hôm trước đến 0 giờ ngày hôm qua, mưa lớn ở thị trấn Thanh Lâm và thị trấn Thanh Sơn của huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh đã gây ra lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, làm 3 thị trấn, 1.617 hộ với 6.445 nhân khẩu của 7 thôn bị ảnh hưởng. Tính đến thời điểm đó, trận lũ quét đã làm 19 người chết, 24 người mất tích, 20 người còn lại chưa được tìm thấy. 3 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng gần hết 18 nhà. Những thiệt hại về nhà, cửa, đường xá, cầu cống, sông ngòi vẫn cần được thống kê. Theo báo cáo, có 3 nguyên nhân dẫn đến thảm họa, đó là độ bão hòa của nước trong đất, mưa cường độ cao và thời gian mưa ngắn, lòng thung lũng hẹp của sông Sa Đai ở thị trấn Thanh Sơn. Cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về nhận định này. 1. Tại sao thông tin cảnh báo thời tiết lại được đưa ra muộn như vậy? 2. Tại sao lại không có thu hút được sự chú ý dù biết rằng tháng này mưa liên tục và nặng hạt như vậy? 3. Tại sao lại lòng sông và môi trường sống có được bảo vệ tốt không? Trước đó, đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, tại hiện trường mọi thứ bị nước lũ cuốn trôi, ô tô bị cuốn lật úp nửa thân xe, đường ngập, nền đường hư hỏng. Phóng viên của Đại Kỷ Nguyên đã liên lạc với một số người đàn ông thuộc Ủy ban thôn Thượng Dương Sơn, thị trấn Thanh Lâm, khu tự trị Đại Đồng Huy và Tu, thành phố Tây Ninh vào sáng ngày hôm nay. Người đàn ông cho biết họ không được thông báo trước trận lũ quét, mọi người bị cuốn trôi vào nửa đêm khi họ đang ngủ. Thật đáng sợ, những người chết và mất tích bị cuốn trôi vào nửa đêm khi họ đang ngủ. Anh Chen ở thị trấn Kia Tu, huyện tự trị Đại Đồng Huy và Tu, thành phố Tây Ninh cũng cho biết hôm đó trời bất ngờ mưa to. Những người bị cuốn trôi đều là những người sống gốc gác ở nông thôn bị cuốn trôi khi họ đang ngủ. Ông Chen cho biết số người chết đang tăng lên. Ông nghe nói rằng tính đến 2 giờ 30 phút ngày hôm qua, 26 người đã chết và hơn 30 người mất tích. Đại Kỷ Nguyên không thể xác minh con số này một cách độc lập. Kênh video Green Hornet thuộc Nhật báo Thanh niên Trung Quốc đưa tin, một đội cứu hộ đã chứng kiến nơi xảy ra thảm họa. Anh kể rằng có một gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khó, chỉ còn một cánh cổng sắt, còn ngôi nhà phía sau cánh cổng sắt thì không có ai, cả gia đình 4 người cũng biến mất. Anh cho biết những ngôi nhà rất gần sông đã bị cuốn trôi và những ngôi nhà cao hơn vẫn còn đó. Nhiều thứ bị đè xuống, người dân khi bị giật khỏi đống đổ nát không còn dấu hiệu sinh tồn. Tờ China News Weekly đưa tin một số nạn nhân là dân làng vào núi chăn thả gia súc. Một người dân ở thị trấn Quinlin cho biết thảm họa ở thị trấn tập trung ở làng Miangele. Những người chăn gia súc trong làng đưa con cái vào núi chăn gia súc. Chúng bị lũ cuốn trôi vào ban đêm và hiện vẫn chưa xác định được tung tích. Li Kaidang, 44 tuổi, ở làng Shadai, thị trấn Thanh Sơn cũng chăn gia súc trên núi. Khi lũ quét ập đến, anh được người dân đang ngủ trong lều đánh thức dậy. Sau trận lũ quét, chỉ còn 2 người trong gia đình 6 người của anh. Khi anh lên núi chăn thả, bố mẹ, vợ và các con ở bản dưới chân núi. Khi lũ về, vợ và 2 con trai lớn 18 tuổi, con trai út 12 tuổi đang ngủ, cũng bị lũ cuốn trôi. Chỉ còn người cha sống sót. Sáng ngày hôm sau, thi thể của mẹ Li Kai đã được tìm thấy. 3 trong số 5 ngôi nhà bằng gạch bê tông của ông bị cuốn trôi, hơn 10 chuồng bò bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra, từ 8 giờ tối ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, tại thị trấn Xiaohe, huyện Sompan, tỉnh Apa, tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra mưa lớn gây lũ quét. Tờ Southern Metropolis Daily cho biết lượng mưa lớn đã gây ra sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng như đường xá, thông tin liên lạc và điện.
Theo báo cáo, Xia Zhao, một cư dân cạnh sông Fujian ở thị trấn Xiaohe, cho biết mẹ của anh đã dặn anh không được ngủ để đề phòng lũ lụt bên ngoài. Một số người hàng xóm thậm chí còn bật nhạc lớn để nhắc nhở mọi người không ngủ quên. Gia đình Xiao Zhao đợi đến khi lũ rút lúc 3 giờ sáng rồi mới chìm vào giấc ngủ. Mưa lớn ở Quảng Đông trong nhiều ngày và các sông ngập lụt. Theo Đại Kỷ Nguyên đưa tin, và tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc đại lục đã trải qua lượng mưa lớn trong 8 ngày liên tiếp. Theo dữ liệu thủy văn mới nhất của Cục Thủy văn Quảng Đông, Bắc Giang, Đông Giang, Hán Giang và nhiều mực nước của các sông lớn và sông nhỏ đã dâng lên theo những cách khác nhau và sông Tây Giang đã trải qua trận lụt lớn nhất trong năm nay. Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin, do lượng mưa trên diện rộng ở lưu vực sông Tây Giang và lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, trạm thủy văn Ngô Châu ở biên giới Quảng Tây và Quảng Đông đã đạt mực nước cảnh báo là 15m vào sáng hôm qua. Chiều qua, mực nước theo thời gian thực của trạm thủy văn Ngô Châu là 15,66m, cao hơn 0,66m so với mực nước cảnh báo. Theo báo cáo mới nhất của Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông, mực nước đỉnh lũ là 16,02m đã đi qua trạm thủy văn Ngô Châu vào giữa đêm hôm qua và sáng sớm nay và đi qua trạm thủy văn Gao Yao ở tỉnh Quảng Đông sáng nay. Các chuyên gia thủy văn cho biết đây là trận lũ lụt lớn nhất ở Tây Giang trong năm nay. Người ta chỉ ra rằng mặc dù hiện tại không có lũ lụt lưu vực sông nào xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, nhưng đã có lũ lụt cục bộ ở một số khu vực ở phía Tây Quảng Đông, lũ lụt trên đường phố của một số thành phố ở đồng bằng sông Châu Giang và sạt lở đất ở một số khu vực ở phía Đông Quảng Đông gây ra chết người và bị thương. Thưa quý vị, hôm nay Đại Kỷ Nguyên cũng đưa tin đã có báo cáo về lũ lụt lớn ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây và các tỉnh, thành phố khác đã phải hứng chịu thảm họa nặng nề ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Trên đất liền sẽ lại bước vào thời kỳ mưa, với mưa vừa đến mưa to và xối xả cục bộ ở hầu hết các khu vực phía Nam sông Dương Tử và Bắc Nam Trung Quốc. Và công tác kiểm soát lũ sẽ ráo riết hơn. Tân Hoa Xã dẫn lời đài quan sát khí tượng trung ương cho biết, do ảnh hưởng của luồng không khí ấm và ẩm và không khí lạnh yếu ở phía Tây Nam, khi quá trình mưa lại xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, trong 2 ngày tới của khu vực phía Đông và khu vực Tây Nam sẽ duy trì mưa liên tục, trong đó có mưa vừa đến mưa to ở phía Tây Vân Nam và trung tâm Quý Châu, mưa to đến rất to, cục bộ có mưa xối xả. Báo cáo cũng cho biết đến thời điểm đó sẽ có gió mạnh ở hầu hết các khu vực Đông Bắc của Nội Mông và sẽ có cát hoặc bụi ở một số khu vực. Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn. Thưa quý vị, hôm nay 8 trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm nay từ đầu mùa lũ. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin Ủy ban sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt ở sông Dương Tử, nơi mực nước của các trạm kiểm soát chính ở Trung Lưu và Hạ Lưu cao hơn khoảng 2,5 đến 4,6m so với mức lịch sử và cao hơn từ 4,9 đến 7,8m so với cùng kỳ 2 năm trước. 8 trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo, chủ yếu dọc theo các nhánh chính của Hồ Bà Dương. Lượng nước đổ vào Hồ Bà Dương từ 5 con sông đã vượt quá 35.000 mét khối mỗi giây. Bộ Thủy lợi cho biết Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt chính sau khi hứng chịu một loạt trận mưa lớn ở miền Nam kể từ tháng 5. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, một đợt mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực miền Nam Trung Quốc, có thể gây lũ lụt vượt quá mức cảnh báo trên sông Tương Giang ở tỉnh miền Trung Hồ Nam và 4 con sông ở các tỉnh miền Đông Giang Tây, Phúc Kiến và khu tự trị Choang Quảng Tây ở miền Nam. Lũ lớn hơn có thể xuất hiện trên một số sông vừa và nhỏ ở vùng có mưa dông. Tại Giang Tây, mực nước của Hồ Bà Dương được gọi là quả thận của sông Dương Tử đã đạt mức trên 18,7m, đến gần đến mức cảnh báo lũ 19m, sớm hơn một tháng so với các năm trước. Theo quan sát của Viện Nghiên cứu Thông tin Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, tại Hồ Nam, các cơ quan thủy lợi địa phương và Cục Thủy văn sông Dương Tử đã cùng thực hiện một cuộc diễn tập giám sát khẩn cấp tại đoạn sông dọc theo sông Tương Giang để ứng phó với cảnh báo lũ lụt.
Cuộc diễn tập nhằm mô phỏng một tình huống trong đó mưa lớn gây ra lũ lụt lớn ở hạ lưu sông Tương Giang dẫn đến sạt lở bờ biển, nước tràn vào các thành phố và gây ra sự cố ô nhiễm. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mùa mưa lũ sắp tới. Theo ghi nhận, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng này vẫn nằm trong mức bình thường, tương tự như các năm trước, tuy nhiên vẫn có khả năng diễn biến xấu đi. Miền Nam Trung Quốc đã chứng kiến lượng mưa lớn và mực nước dâng cao trên các con sông lớn kể từ giữa tháng. Tân Hoa Xã cho hay bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và âu thuyền phía bắc của con đập bị đình chỉ 35 ngày để bảo trì, tổng lượng hàng hóa vận chuyển qua đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc vẫn tăng 8,94% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan hàng hải Tam Hiệp, âu thuyền 5 tầng của con đập đạt kỷ lục hàng ngày là 578.100 tấn và tần suất hoạt động kỷ lục hàng ngày là 35 lần. Trong tháng 8, có tổng cộng 29.706 lượt tàu đi qua âu thuyền tại đập Tam Hiệp, tăng 6,75%, đạt 99,77 triệu tấn. Trong cùng thời gian, thang máy nâng tàu lên xuống ship lift của đập Tam Hiệp vận chuyển được 2,78 triệu tấn. Dự án Tam Hiệp bắt đầu hoạt động vào năm 2003 là hệ thống kiểm soát nước đa năng cùng kiểm soát lũ lụt, vận tải đường thủy và thủy điện. Dự án có đập Tam Hiệp dài 2.309 m, cao 185 m, cùng các âu thuyền 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam. Đáng chú ý, máy nâng tàu tại đập Tam Hiệp được thiết kế theo phương thẳng đứng để vận chuyển các tàu vừa và nhỏ. Trước đây, tàu thuyền muốn qua đập Tam Hiệp phải đi qua đường ao tàu, mất từ 3 đến 4 tiếng, nhưng với máy nâng tàu, thời gian này chỉ còn 40 đến 60 phút. Năm 2022, nhà máy thủy điện Tam Hiệp tạo ra 117,8 tỷ kWh, một kỷ lục thế giới mới. Đập Tam Hiệp cũng đã ngăn chặn thành công trận lũ lụt lớn đầu tiên cho năm nay với công suất 41.000 m3 trên giây nhờ những dự đoán và chuẩn bị khoa học chính xác. Lũ lụt tràn về hồ chứa Tam Hiệp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Trước đó, nhà điều hành dự án đã hạ mực nước của hồ chứa và dành dung tích 800 triệu mét khối để chứa nước lũ. Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông tin từ đập Tam Hiệp. Do lượng mưa lớn được ghi nhận trong khoảng thời gian 3 ngày ở thượng nguồn và các nhánh của sông Dương Tử, hồ chứa đã chứng kiến dòng nước lũ chảy vào lên đến 10.000 mét khối trên giây. Tập đoàn Tam Hiệp và các cơ sở khí tượng thủy văn địa phương bắt đầu chuẩn bị cho việc ngăn nước lũ một tuần để đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp. Năm 2021, sông Dương Tử hứng chịu nhiều đợt lũ nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp cùng với một số hồ chứa nước đã chứa thành công tổng cộng 39,8 tỷ mét khối lũ, chiếm hơn 60% tổng số lũ được ngăn chặn ở thượng lưu và trung lưu sông Dương Tử. Hồ Ô Đông Đức, một dự án thủy điện lớn khác ở thượng nguồn sông Dương Tử, cũng đã tham gia ngăn lũ chung với các đập Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá trong mùa lũ năm ngoái. Các đập sẽ hoạt động cùng với đập Tam Hiệp để ngăn chặn lũ lụt tiềm tàng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.